cũng được đó. Ờ, được mà. Ờ, đi làm về rồi em. Ủa anh, sao anh lại tới đây? Ờ, anh đến đón em về đấy. Đi thôi. Ủa, đây là anh Lê Chí Linh mà. Em hâm mộ anh lắm luôn á. Em hay coi video của anh lắm, anh làm hay quá à. Ủa Thu Bi, anh Linh là chồng của mày hả? Trời ơi, mày có phúc thật đó. Thôi đi thôi. À, anh Linh, anh cho em xin số điện thoại nha. Để có gì em còn muốn hỏi anh á. À Thu Bi, chắc mày không suy nghĩ gì đâu ha. Tất nhiên rồi. À, xin lỗi em, là điện thoại của anh hết pin rồi. Đi thôi. Alo Bảo à? Ờ, ok, thế mai gặp lại nhé. Ủa, anh, điện thoại anh hết pin rồi mà. Điện thoại hết pin là giả. Nhưng cái việc mà anh không cho bạn ấy số điện thoại ấy, đó mới là cái chuyện thật. Em là vợ của anh, mà em á, luôn ở trong cái tim của anh. Thì sao anh có thể nỡ để mà em tổn thương được, đúng không em? Chẳng thể nào biết trước ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau, vậy nên anh vẫn...